Hello, đang làm gì đó? Hello, em đi. Hôm qua làm cho ba bao quốc rồi, bây giờ làm cho em gái Hồng Loan nha. Sung sướng quá, 2 tháng rồi mới được hưởng thụ vụ này nè nha. Cũng đầy đủ quá ha, đầy đủ đồ nghề quá Đầy chứ. đủ được nghề, Yeah, professional. đủ đồ ghê lắm. Rồi, IC to này đủ ha, kèm cắt. Rồi, đeo bao cái tai nữa ha, cách xa nhau 6 feet Không có đeo mát nha. Definitely. Có cái không có đeo mát nha. Có cái. Làm gel thì vậy đó, nó lát được 3 tuần, 4 tuần. Nó chỉ mọc ra thôi, chứ nó không chóc. Mà móng tay nhỏ mà cũng nhiều da ghê chứ. Dương gian chiều nay ăn cơm tấm bì đi, có da nhiều quá làm gì Em cơm tấm bì ăn. cũng nhắc vụ này hả? Thợ neo là thấy bì nó sợ lắm. Nhất là mấy bà mới đen cái cắt rất lộp đợp luôn. Thì chiều qua mới về thành vừa mới xuống cho thành ăn món bánh tằm bì ha, bì đó. mà sao đâu thấy sợ đâu, thấy quốc láng đó nè. Quốc lá em này gấp Ai hết để gì đó là không có thấy. vậy? Ôi cha, ai À, bẻ vậy? vô thấy áo điệu vậy. Sao hai mẹ con giống mẹ giống nhau quá vậy? Vuốt Nói tóc đứng lên lại kìa, nè vuốt tóc coi, lên, tóc là thành xấu tai thôi cũng điệu đứng ha. lên lại coi coi, quay vòng lại coi đẹp. Bộ áo mới hả? Yeah, trời ơi, bỏ vô vườn cũng đẹp lắm. Chân dài quá nha. Mà Đâu giờ này? lên lớn rồi ha. Lên con đóng cửa lại giùm ba con. Lên lên lớn cái da lên chững chạc rồi ha. Thank you. Ngoan lắm. Ngoan rồi, đúng là thấy ngoan hơn, không có nhõng nhẽo không này nọ, như là biết tự chăm sóc rồi, tự chơi một mình. Chứ mấy bữa ba Thành qua nhớ ba vô chơi đồ chơi với con này, giờ đâu cần ba Thành Mình lát nữa con rủ ba Thành chơi đồ chơi này với con này lên nữa. chơi pet Ngồi ngồi dễ chịu chứ không anh qua Thành? làm cho ba mẹ mà quên, đâu có biết có cái ghế này. Có ghế ngồi dễ làm hơn không? Đúng rồi, nó thấp quá, cái kia nó thấp quá. Ở trong toilet của mình nữa. Ok. Con muốn làm hoặc là anh quên kê hai miếng nào? nệm rồi vậy Cái gì? đó. Nhiều đứa con Mỹ ăn cắt rồi nó cũng có da nữa kìa. Hễ mà cắt là có rồi. Đây, em Ủa tiệm nail ở Vegas mở chưa anh Thành? Mở được 2 tuần rồi em. Này à. Cũng tùy chủ vậy đó. Có người ta sợ thì ta chưa mở. Rồi thợ nữa. Kêu có đứa nó đi làm, có đứa nó cũng sợ, nó cũng không đi làm. Cũng sợ mà. Tiệm của cái chỗ mà anh làm á là đông mở. à, mở ở đâu rồi, có ai thợ có đi làm không? Có ăn trốn à? What? Có ăn anh sợ quá, có thành ăn sợ trốn. chết trốn mà Ừ, thành sợ nói chứ, tại nhà có má lớn tuổi đó, phải không? có má rồi đó. Thật sự bữa nói đi làm cái chàng với má rồi chăm đâu có cho nó, thôi từ từ con à. Từ ra những người mà lo sợ là một là ở nhà có con nhỏ, đó. còn hai là có ba má lớn tuổi. Đúng rồi, sợ. Chứ giờ nói mở cửa vậy chứ người ta cũng nói mấy người lớn đừng nên đi ra đường. Đúng rồi. Mấy người mà trên 55 mỗi người cũng tại nên vì đi ra mấy người lớn mà dính cái sức đề kháng không có, đường. dễ bị nặng mình tiêu luôn mà. Rồi còn bên casino mấy mấy cái khác em nghe nó cuối tháng mở rồi, bên chỗ anh làm nó mở chưa? Bên anh thì nó chưa nói gì hết. Mà nó cũng phải thông báo mình cả tuần chứ hả? Đúng rồi, nói là một là gửi mail, hai là ông boss của mình á, ông đích thân gọi cho từng đứa. Mà bên bên em GM cũng thấy đề có mấy căn đâu mở hết đâu, với thằng Quinn rồi mà. Venetian thấy mấy căn lớn mà đâu có đau đau có anh đau nãy em gì có đau không? Không nên nó nhìn nó hỏi mẹ đau không. Là nó thành đẩy nhẹ rồi đó. Quá thành mấy chục năm trong nghề mà. Mấy bà Mỹ bởi vậy là đẩy mạnh, bà còn không đau nữa. Này là trên cái móng mình đó. Da còn là cái da cái nó treo bám á, cái lại cái treo móng rồi mình. nó còn dính á. Đưa bà coi kênh bà tai mẹ coi. Ồ, rõ sạch rồi đó ha. Nhiều Lát bà là sơn đồ lên nè. nhiều bà Mỹ mà đồ anh đẩy nhẹ bà còn không thích, bà sợ không hết vậy. Mày cứ đẩy mạnh đi theo, mày đẩy mạnh mày cắt hết rồi. Khỏe lắm, bà muốn cắt hết sạch sạch ở vậy. Trên Las Vegas làm full set hết nhiêu tiền anh, nếu mà làm full full set sơn thường là 22 đồng em. À, sơn treo là 42 đồng thêm 20, còn dip dip là 30, 40 tùy theo màu em chọn.
Tại nó loại mắc loại đẻ vậy đó. Ngắn hay dài, ngắn dài tôi cũng chạc theo 5 đồng vậy đó, 10 đồng. Đó, tùy theo. Vậy cũng còn có giá quá hả? Ừ, lá được giá, có giá hơn bên đây. Bây giờ mở cửa lại là anh có nghe tiệm nói Linh tăng giá được không? Tiệm anh á, tiệm anh hiện giờ nó giữ nguyên. Nhưng mà có nghe, có tiệm nó lên. Đúng rồi, tại vì giờ supply giờ cũng mắc. Cũng mắc lên. Với lại giống như nó tùy khu á, nó khu gì giàu nó lên chút, còn khu bình dân nó lên sợ không có khách đó. Nhất là khu Phía Tây mà lên nó la sùm. Mà giờ em nghĩ mở lại là đông dữ lắm, tại vì ai ta cũng ghiền làm quá mà không có chỗ làm. Nhưng mà nó bị giới hạn là giờ em biết không, make appointment only à, đâu có cho ngồi đợi trong tiệm cả. Đúng rồi. Rồi giống như nó tấn cái đồ rồi mắc bắt mấy cô bao rồi hết cái công việc mình làm nó cũng chậm đi vậy đó. Rồi giờ hẹn không à? Linh có là sao không có mồi Linh đỏ vậy? Bỏ ra nè. Dạ rồi, chắc vô pha là nghe. Môi đỏ đó, đẹp. Tự nhiên vậy. Ủa đâu ba dẫn Linh lại Linh đo coi nay Linh cao được nhiêu vậy? Để chạy lên đứng coi. Cho nên là like cho ba con, Linh mở cái đèn trong phòng. Như là chơi Linh lúc 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi, 7 tuổi nè, 7 tuổi đây. Anh đang 8 tuổi, không nghe. Ủa, không có ba gạch rồi. When, oh, what when you tiptoe? Bây giờ ba gạch này. Let me see. Rồi, con tiptoe kìa. Con nhón gót nha, nhón gót nha. Ok, nhón gót là tiptoe ha. Rồi, ra đi. That's tiptoe. Yeah, rồi bình thường đó, đứng là bình thường coi. Ồ, bây giờ là con cao bằng cái chỗ mà con went to, when you tiptoe hồi đó đó, con cao hơn chút xíu. Cao hơn tiptoe lúc 7 tuổi hả? Cao hơn tiptoe lúc 7 tuổi, cao hơn lúc mà nhón gót lúc 7 tuổi á. 7 tuổi tới 8 tuổi lên được nhiêu? 7 tuổi tới 8 tuổi, 7 gần tất á, gần một tất á. Như đây nè. Bận ngắn hết trơn rồi. Ôi, gần một tất luôn. Nè, cái này là 7 tuổi nè. Mới 7 tuổi, con này 8 tuổi. Oh my gosh. Để ba ghi vậy. Linh, Linh, cầm giùm ba. Linh. À, Linh 8 tuổi. Con nhón gót nè. Con nhón gót này chỗ này nè. Đó, này là con nhón gót. Thì chỗ gì vậy Linh? Đó. Trong tiệm nail mình là có chỗ wax luôn hả? Có luôn, đa số thì giờ có em. Tại cái đó cũng có làm xăm chân. Có xăm chân mày rồi. Tại giờ những gắn lông mi được không? Có, mấy cái tiệm nó lớn hơn thì nó làm. Nhưng nó phải có phòng á, còn đa số mấy tiệm nhỏ thì nó không có. Với lại quan trọng là nó có thợ làm được đó không? Đó. Tại em xăm chân mày, em gắn lông mi là lại một cái bằng khác nữa. Chứ không phải bằng nail, nó như bằng facial vậy đó. Đó. Hồi bữa thấy thằng Huynh nó thiết kế mấy cái bàn mà nó xô lên á, cái nó cũng tấn kiến lên cái rồi. Nó làm cái lỗ giống như nhà băng vậy, mình đưa tiền vô thì thôi đó, mình đưa bài ra nó cũng phải thì nó mới rồi. Thiết kế nó nghiên cứu vậy đó. Mà khách thì nó cũng yêu cầu khách đeo, nhưng mà chắc nó không bắt buộc đâu. Đúng rồi, cho nên nhân viên mình phải đeo. Với lại giờ nó không có cho mà mình đứng mình coi người ta đánh nữa. Nhiều bữa nó đề nhiều khi mình có cái thú đó đó, mình đứng mình nhìn người ta đánh giờ nó không cho nữa. Tại vì một bàn hồi đó giờ tôi là 6 người chơi, giờ có bàn nó cho người 3, có bàn người 4 mà. Coi như nó dẹp bớt đi. Hình như poker là, như poker nó dẹp luôn, nó chưa poker chơi. Poker là chưa, tại vì poker phải ngồi gần quá. Giống như Thảo em ăn đó là còn thất nghiệp, chưa được kêu. Thảo chỉ poker thôi. Thảo chơi phòng Thảo như tháng hồi đó mình ăn và live show đó. Rồi sơn gì vậy? Đây sơn một màu cam rất là đẹp. Wow. Rồi, màu cũng giống như cái áo của Lon ha. Cũng cam đỏ vàng lum ha. Chút nữa anh Thành sơn móng chân cho em nha. Sơn cho là màu đỏ. Gì con? Gì ô mai? Ba sơn móng chân được không Linh?
hay là sẽ muốn tay giờ Lộc nói trước nha, hiểu mà gì đó. Sơn là free nha, mà không sơn là trả tiền hả? Ồ vậy hả? Vậy sơn mà em đi. Mấy ông đàn ông mà vô tiệm nail cho anh làm chân tay thì cũng bị mấy cô gái chọc vậy đó. Giờ mày sơn đi là free, mà mày không sơn là tụi tao tính tiền. Cười quá trời. Tiền ông sơn mà nước bóng rồi sao? Không, nó bắt sơn màu lấy khô của đèn màu đỏ, cao xuống không rồi. À đây. Chân ngải chân ai? Chân ngải chân ai mà sao gân guốc quá vậy? Trong lúc mà là chờ đợi Loan Sơn thì anh Thành cũng kêu Lộc ngâm chân sẵn. Chân. Ừ. Hồi xưa mình cứ nghĩ là nail chỉ làm cho đàn bà phụ nữ thôi. Nhưng mà mình đâu có biết là bên Mỹ này là đàn ông người ta cũng muốn làm nail, người ta cũng làm nail nhiều lắm. Mới đầu mấy ông cũng ngại em. Ừ. Cái thợ mình à, mấy em gái dụ vô riết làm ghiền luôn á. Ừ, nhất là cái ghế nước nâu có dụ nữa. Dụ á, ra nó ngồi vô ngồi đợi vợ nó, cái dụ riết nó ghiền luôn. Ừ. Tại có cái ghế em đằng sau massage nè. Đúng rồi, có ở massage. Dưới nước nóng nè. Đó. Là làm cái thợ nail mình á là lấy khóe giỏi, cắt da sạch. Ừ. Nhất là mấy ông Mỹ mà bụng bự cũng bi ở đâu cúi xuống làm được đâu. Với lại ở bên Mỹ này đâu có chỗ mà mấy em massage cho mấy anh đúng ra, rồi cho đó. Nên phải đi massage làm bóng chân. Làm xong rồi mấy ông lotion nè, đá nóng nè, nhiều chỗ khăn nóng nữa đắp lên tới đầu gối luôn á, bởi vì massage là mấy anh bị ghiền là tê tái luôn, cái là hai ba tuần trở lại đó. Rồi, xong. À. Đây có đèn để rọi cho nó sáng nè ha. Giờ Lộc sơn màu này luôn thì làm cho Lộc phi. Thì đó. Mà nếu Lộc không sơn thì chạc 22 đồng. Bây giờ vợ sao chồng vậy đi. Mà phải để yên 2 tuần nha, không được ra xe tay luôn. Tay chân luôn kìa, vợ chồng vậy thì tay luôn. Luôn. Ok. Thế mà sơn tay là phi cho Lộc luôn. Mà phải rồi. Để yên 2 tuần nha. Thế chứ rồi. Không được ra lát cái chùa. Ok, rồi tới em phải không? Thợ neo gọi tướng sang đó. Rồi thợ đường ngồi người được làm gọi tướng cũng sang luôn. Coi nè. Sang như Mỹ vậy ha. Hai anh này sang ngang mà không có tiền. Thành ngồi cứng bụng không? Hả? Ủa ai cắt em cùng em tự cắt hả? Anh tự á. Cái kỳ này ngắn chứ kỳ trước anh cắt em dài lắm nhớ không? Ừ. Đợi anh lâu quá. Đúng rồi. Đợi mấy năm rồi. Không mà cái cảm giác mà ngồi được người ta nâng niu chân, nâng niu tay sướng lắm nha quý vị. Đã lắm à. Đàn ông mình mà còn ghiền không chi. Nhất là mấy em gái làm nữa. Ở đây mai là em gái này làm mời không chi mấy em gái khác. Em gái là massage anh cái. Nâng tay nâng chân rồi muốn nâng gì nữa không cưng? Ví dụ là lotion nè, đá nóng nè, lấy khăn nóng quấn lấy bộ. Rồi lấy lotion, lấy khăn nóng nè, đá nóng rồi quấn cho anh coi em gái. Ừ, đá cho mấy cái nè. Vậy chứ về Việt Nam mà mỗi lần mà em đi massage đá nóng em cũng dẫn anh đi chứ bộ. À ha. Sung sướng lắm chứ bộ, hưởng thụ lắm chứ bộ. Đi massage rẻ lắm anh. Khoảng chừng 600-700 đồng. 600-700 ngàn. Anh về bao nhiêu lần? Là chừng 30 đồng. Hai mấy đồng. Nó có chỗ cho hai vợ chồng nữa, có phòng nữa. Rồi anh có coi những video. Nó dễ tiện hơn, bà vợ bà có thể kiểm soát ông chồng được. Nhất là mấy khu du lịch ha, Vũng Tàu rồi anh nghe massage, body massage nhiều lắm ha, rồi Đà Lạt rồi chứ. Mấy khu du lịch mà đi massage là hơi hồi hộp á nha, mấy ông á. Cá hình ha. Kể chuyện anh Châu mà đi massage ở Vũng Tàu á, gặp thì sao đó. Anh Châu anh đi massage, thì... anh nói là vô thay đồ hả? Kêu anh đi tắm đi. Đi tắm đi. Cái anh đi, anh đi tắm xong cái anh quấn cái khăn gì nè anh Thành. Quấn cái khăn gì nè. Thì cô lại cô giật cái khăn xuống. Mà có mặc quần trong không? Không mặc quần. Trời ơi vậy hả? Bởi ông là quá trời ông là. Mà làm gì mà làm gì vậy? Trời ơi, mấy cô đó tấn công tới tấp luôn á. Ừ. Anh Châu vô lộn chỗ hả? Mà Châu không biết hả? Đâu có biết. Tại cái khách sạn mình ở trên lầu. Thế thì nghe mấy đứa nó ở dưới có phòng massage. Cái mấy ông cũng kéo nhau xuống massage. Ai nhè đâu. Xong á hả? Cổ rượt chạy vòng trong phòng á. Vui á. Không lên kể là mà không
thở hổn hển, giống như là gái mà bị gái mà bị trai rượt vậy đó. Trời ơi, làm tai luôn vậy hả? Sung sướng vậy. Bị dụ. Bị dụ ghê ghê đúng rồi đó. Trời ơi, bị dụ hả? Nghĩ ra. Lát sơn đỏ luôn nha. Sơn đỏ thì phi á, mà không sơn là ghi sổ. Nguyên bộ luôn, nguyên full set nhiêu? Bao lâu rồi ta? Mấy năm rồi mới được hưởng thụ một lần vậy? Giá mà lắm là giá là 35 lần, ở đây 30 thôi lấy theo đây. Hello, xin kính chào quý vị. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là cả nhà được hưởng thụ làm móng tay, làm móng chân, sướng quá trời luôn. Hai tháng rồi mới được làm đẹp nha. Lọc là mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi mới được làm. Không bao giờ làm đâu mà mấy năm. Thì nói gì nữa. Thưa quý vị, bây giờ đó là 4 giờ chiều của ngày 23 tháng 5. Hồng Loan xin thông báo tình hình bệnh là 1.666.252 người bệnh, số người mất là 98.661 và số người được chữa khỏi là 445.484. Trời ơi, tăng dữ vậy. Số recover là 445.484. Vậy là tăng 50.000. Tăng quá trời luôn ha. Thiệt không vậy? Wow. Wow, 65 người được chữa khỏi. 65.000 người. 65.000 người. Được chữa khỏi hôm qua. Trời ơi. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay là Orange County, nhà hàng đã được mở cửa cho vào trong ngồi ăn và phải đáp ứng những yêu cầu của chính phủ đưa ra, thưa quý vị. Ngoài ra thì cũng có một số cái shopping mall đã được mở cửa. Hồi nãy Hồng Loan có sợ thử South Coast Plaza đó thì thấy là họ để mở cửa tới 8 giờ. Nhưng mà mình chưa đi lên cho nên cũng không biết. Mừng quá, hôm nay vui quá. Vui quá trời luôn. Trời ơi. Hôm bữa là chính phủ có nói là cuối đường hầm sẽ có một cái tia ánh sáng. Bây giờ mình đã thấy một ánh sáng lóe lên rồi. Bắt đầu lóe sáng nhiều rồi ha quý vị. Ngày tuần lễ này là tuần lễ Memorial Day. Thì Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà liên bang và cũng như những cái đài tưởng niệm trong 3 ngày để tưởng nhớ những người đã chết vì virus corona. Và ngoài ra đó thì cũng là vinh danh các quân nhân nam nữ đã hy sinh vì tổ quốc. Đúng rồi, những cái người mà chết vì bệnh COVID này nè, là những người chẳng hạn như bác sĩ, y tá, những người mà phục vụ để mà đương đầu với lại cái sự sống và cái chết đó, mình phải nên vinh danh dữ đây lắm. Đây cũng là những vị anh hùng. Anh hùng đó. Hy sinh vì mọi người ha. Thưa quý vị, trong cái ngày 21 tháng 5 á, thì Tổng thống Mỹ ông đã làm ra rất rất là nhiều việc để mà có thể có vaccine cho người Mỹ để chữa bệnh, cũng như là ông đã xuất ra 400 triệu để mà đưa cho công ty dược của Anh là công ty AstraZeneca để mà sản xuất 400 triệu liều vaccine. Có nghĩa là ông đưa trước tới khi mà họ có cái vaccine đó, giống như là ông đặt hàng trước ở khắp nơi luôn. Đó. Và ngoài ra đó là ông còn thỏa thuận với lại công ty Johnson Johnson, Moderna và công ty của Pháp Sanofi. Rồi ông giống như là ông làm những cái việc với họ để mà khi mà vừa có vaccine là đầu tiên là họ sẽ đưa qua cho người dân ở nước Mỹ sử dụng. Ngoài ra đó thì Hồng Loan được biết là cái trường đại học Oxford ở Anh đó thì hiện tại bây giờ là họ đang nghiên cứu cái thuốc sốt rét xem là có thể phòng ngừa được bệnh virus corona hay là không. Thì hôm trước mọi người cũng rất là có người thì tỏ ra bất bình phản đối Tổng thống Donald Trump vì ông nói là ông uống cái thuốc đó để mà ông phòng ngừa coronavirus và ông được sự đồng ý của bác sĩ riêng của ông. Thì khi ông nói cái thông tin đó lên thì rất nhiều người phản đối cái vấn đề đó, mà
thật sự thì mình không có rành về y tế, mình cũng không biết làm sao. Thì hiện tại bây giờ thì cái trường đại học ở Anh đó, họ đã nghiên cứu cái đó. Bởi vì họ nói đó, để mà nghiên cứu tìm ra một cái vaccine mới thì nó phải trải qua thời gian quá lâu để mà được approve này nọ đủ thứ hết. Nếu như mà họ thử nghiệm cái thuốc này đúng thật sự là nó có thể ngăn ngừa được thì một cái tiến trình rất là nhanh luôn để mà có vaccine cho tất cả chúng ta. Thì mình cũng đợi chờ xem, cũng mình cũng cầu mong là có thể chữa được. Tại vì mình nói là với cái tấm lòng là mình muốn có được thuốc để mà cho mọi người đi ra đi làm á, là được sức khỏe tốt chứ không có bị lây bệnh. Chứ mình đâu có rành về y tế cho nên mình đâu có biết là thuốc nào tốt hay là không. Chỉ cầu mong là nó được để mà chúng ta sớm có vaccine ha quý vị ha. Hồng Lan muốn đọc cái chi tiết để cho quý vị hiểu ha. Cuộc nghiên cứu do Đại học Oxford dẫn đầu khởi sự hôm 21 tháng 5 và sẽ thử nghiệm trên 40.000 nhân viên y tế tuyến đầu tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Riêng tại Anh là có 25 địa điểm thử nghiệm. Theo Reuters đó thì tất cả nhân viên y tế chưa bị nhiễm COVID-19 sẽ được tiêu chuẩn tham gia vào cuộc nghiên cứu cái thuốc này. Và nhân viên y tế tại Anh sẽ được cho uống thuốc sốt rét hoặc là thuốc giả trong thời gian 3 tháng. Trong khi tại châu Á, những người tham gia sẽ được cho uống thuốc sốt rét hoặc thuốc giả. Thuốc giả là cái thuốc không có thuốc trọng. Coi như thuốc giả giống như là không có thuốc gì không hết thuốc gì nhưng hết. Mà họ thử nghiệm coi người có uống thuốc và người không có thuốc thì coi, nó như thế khác nào. Nhau như thế nào đó thưa quý vị. Thì đó là cái chi tiết về cái công cuộc nghiên cứu của trường Đại học Oxford. Và hiện tại bây giờ ở Orange County đó có rất là nhiều nơi để mà cho chúng ta xét nghiệm coronavirus. Riêng hệ thống tiệm thuốc tây của CVS là đang mở 14 nơi để chúng ta try to mà xét nghiệm bằng cách là đưa tăm gòn vô lỗ mũi đó, thưa quý vị. Hồng Loan xin phép được thông báo đến quý vị là những cái địa chỉ như là ở Costa Mesa nè, ở Eastvale nè, Riverside nè, Seal Beach nè, Pacific Coast Highway, Yorba Linda, đó là những cái địa điểm mà chúng ta có thể xét nghiệm. Thì Hồng Loan sẽ gửi cái link ở dưới đây để cho quý vị xem ha quý vị ha. Nếu mà chúng ta có người nào cần để mà xét nghiệm, nhưng mà phải là những người mà phải đáp ứng đủ cái yêu cầu, có nghĩa là có nguy cơ bị bệnh hoặc là có cái triệu chứng gì đó thì chúng ta mới đủ điều kiện để mà xét nghiệm. Sẵn đây quý vị muốn giống như mình chia sẻ với quý vị luôn là khi mà mình xông hơi bằng những cái loại hơi mà nó xài bằng gas à? Cái loại xông hơi mà mình ngồi vô một cái ghế mà nó trùm tới cái cổ đầu, mình, nó che cả người mình đó. Đó. Nguy hiểm lắm. Rất nguy hiểm. Vài tuần qua thì ca sĩ Hồng Ngọc, khi mà cô cho con trai ngồi vô trong đó để mà xông hơi á, thì cô đến cô kiểm tra cái hệ thống ga gì của nó mà nó nổ bùng một cái. Trời ơi. Là Hồng Ngọc bị phỏng từ cái mặt phỏng xuống người một bên vai rồi xuống chân luôn. Coi như là 70-80%. You love mama. I do love you. I'm okay, ma. I'm okay. It's okay, baby. You're strong girl. Mommy good mà. Yeah. Rồi, mà nhìn thấy đau lòng lắm. Quá trời. Cho nên Hồng Loan nghĩ là mấy cái đó chắc mấy anh cha nào quá. Mình không biết được. Tại vì thời gian trước nhiều khi mình mua thì mình thấy tiện thì mua thôi. Chứ mình cũng không có để ý kỹ. Mà thật sự mà Hồng Loan nhìn thấy cái đó, Hồng Loan thấy sợ quá. Anh nhớ kỳ về Việt Nam, anh thấy anh nói đó em muốn xông hơi ở nhà không anh mua cho đúng em rồi. Á. Nhưng mà thật sự nhìn cái thấy trời thôi, thấy nó ghê thì sao á. Thì mình sợ là mình sợ mình vô mình ngồi mà nó bị bên nó bỏng phỏng mình ở trong đó. Còn cái này là mình ngồi ở ngoài, Ngọc ngồi ở ngoài là coi cái hệ thống gì của nó, check cái gì đó sao đó. Nó nổ. Trời ơi quý vị ơi, cái mặt đen thui hết luôn.
cái mặt nám đen luôn. Ngày hôm nay thì ở trang Facebook của Ngọc có đưa lên cái hình đó, thì có lẽ Ngọc cũng cho phép Hồng Loan chia sẻ cho quý vị xem để chúng ta thấy cái nguy hiểm, mức độ nguy hiểm của nó ha quý vị. Mình để lên đây để giống như mình cảnh báo mọi người cẩn thận, chứ không phải mình muốn cái gì, nhưng mà mình không phải là muốn câu view câu like gì hết, mà muốn thông báo tính tất cả, chính cả Hồng Ngọc mọi người biết thôi. Chính cả Hồng Ngọc cũng nói là Ngọc không muốn đem lên, nhưng mà tại vì cái tác hại của cái biệt phẩm rất là trầm trọng nên Ngọc muốn chia sẻ. Thì giống như đây Lộc với Loan cũng muốn thay thế học Hồng Ngọc để mà chia sẻ thêm thôi, chứ nếu mà quý vị mà cần biết thì cứ lên thẳng trang YouTube của Hồng Ngọc, Facebook của Hồng Ngọc thì sẽ thấy cái hình đó. Mà ngoài ngoài cái vấn đề đó bị phỏng, thì hiện tại bây giờ người ta cũng khuyến cáo mình về cái hand sanitizer mà mình để trên xe đó quý vị. Nếu mà mình để những cái bình to đó, giống như Loan Lộc là trên xe có cái bình lớn vậy, mình lên mình chỉ pump ra mình xài thôi. Thì bây giờ mùa hè đang đến, khí hậu rất là nóng và ánh nắng nó chiếu thẳng vào xe mình, nó sẽ có thể làm cái chất alcohol ở trong đó nó bốc cháy. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chúng ta có thể là che giấu nó xuống phía dưới, rồi mình có những cái silver, cái mấy cái tấm che bạc đó, mình phủ nó để mà nó tránh giảm nắng với nóng. Hoặc là tốt nhất là chúng ta nên chế ra cái chai nhỏ nhỏ mình đem theo thôi, mình đừng nên để ở trên xe. Ví dụ xe mình để ở trong garage thì ok, nhưng mà mình để trong garage nhưng mà khi mình đi ra ngoài đường, mình đậu xe ngoài đường thì nó cũng sẽ nắng nóng lắm. Cho nên Hồng Loan nghĩ là mình nên lấy ra mình để chỗ mát ở trong nhà mình đi, khi mình xài thì mình bơm ra cái chai nhỏ 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 để mình sử dụng. Cẩn thận là trên hết nha quý vị. Dạ. Quý vị xài bất cứ cái gì cũng nên cẩn thận. Đừng nên ý y. Thì mọi người nước, nhiều người nói biết cả triệu trường hợp, mấy con trường hợp bị, nhưng mà mình đừng để mình bị vô cái trường hợp mà của cái 1 triệu đó nha quý vị nha. Hồng Loan muốn tất cả chúng ta là sức khỏe hết, để trong cái mùa dịch này mình đã khó khăn rất nhiều rồi, mình phải bị một cái khác nữa thì cả gia đình phải lo lắng, vất vả lắm. Thôi hôm nay chia sẻ cho quý vị chút xíu ha, thông tin mừng của ngày hôm nay. 50.000 người được chữa bệnh ngày hôm nay là ơi, mừng quá, vui thiệt là vui luôn. Bởi vì sư phụ của Loan mới tặng như một thùng tôm hùm. Hôm nay được sư phụ Phượng Mai tặng một thùng tôm hùm. Một chút nữa Hồng Loan sẽ làm cái món tôm hùm nướng bơ tỏi. Đúc lọ. Đúc lọ. Chào tạm biệt quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị đã xem chương trình của Loan và Lộc, và mong rằng sẽ được quý vị ủng hộ trong thời gian dài lâu nhiều hơn nữa, và càng ngày càng yêu thương gia đình của Hồng Loan hơn. Tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Tuần này chắc chắn là cuối tuần này vui rồi, Hồng Loan lại giờ quá vui. Dạ, đừng quên like, share, subscribe nha quý vị. Bye. Bắt luôn. Là trong bộ phim này. Dạ, hôm nay xin chào cô ạ. Đúng rồi, đâu chú. Cái bên chủ cũ.